chào cả nhà nha. Nay mình có hái được mớ rau mé cả nhà. Mình rửa rồi, mình sẽ ép nước rau mé rồi mình phê với sữa cho bót với Bi uống nha cả nhà. Rau mé với sữa này cả nhà, mình sẽ ép nước rồi mình chát sữa vô cho bót với Bi uống nha cả nhà ơi. Cái này uống vẫn tốt không sao đâu, mình mấy hôm mình cũng hay uống cái này lắm. Sữa với rau mé. Đây đây con, đây. Ngồi im nè, coi này, con mì lần nha. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Íp xong rồi cả nhà, nhưng mà rau mé theo mình íp nó ít nước thôi. Ít nước lắm cả nhà. Thôi bữa sau mình kiếm nhiều. Ngon không con? Ngon. Đã. Mát thì uống đi cho mát. Bổ sung rau vô cho nó mát nha. Tại do mì nhổ ít quá, ít nó mọc ở vườn á nha cả nhà, nó mọc được có ít à, nên là mình hái được có ít. Chà bốt của Bi uống không đủ rồi con hả? Không đủ luôn à, anh da bạn khôn quá, bạn uống hết cho anh đổi bình kìa nha, đổi thôi. Mình xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà ơi. Mình cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. Ê. Anh bót thằng Lam kìa. Dành luôn hai bình ạ. À. Đi cho Bi một bình con. Đi cho Bi bình đi. Bi bình đây cái này. Hết rồi. Đi cho Bi bình đi. Nè Bi nè con. Bót không được ăn hiếp Bi nha cho. Bạn mà bạn tới chơi là mình phải nhường cho bạn chứ. Này nè con. Rồi, đổi.